Chào tất cả anh chị đến với buổi trưa ngày hôm nay. Thì anh chị nhìn thấy tiêu đề rồi đúng không? Rồi trưa ngày hôm nay bảo giảm giá tầm chục mẫu máy, mà trong đó là phân nửa là hàng bảo review rồi anh chị nha. Nên là mức giá mỗi máy chỉ có một con thôi anh chị nha. Rồi anh chị nào á, tranh thủ nếu mà mình xem những chương trình này thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Bảo nha. Nhớ bấm vào nút chuông anh chị nha, để anh chị nhận thông báo này, Bảo lên hàng review giá sẽ tốt hơn máy mới nhiều anh chị à. Rồi đầu tiên là tối ngày hôm qua Bảo review máy cắt sắt mẫu mới Datong này á, mẫu vừa mới về heavy duty 2400W mà anh chị cô chú đặt quá trời luôn. Rồi mà đặc biệt là con máy review Bảo giảm giá 100 mà anh chị không đặt mới hay. Rồi anh chị nào mua máy mới cắt sắt 2400 đó với mức giá là 1.299.000 nha. Rồi con máy review ngày qua bán không được anh chị à. Đó em quay vào cắt một lần video ngày hôm qua rồi nha, Bảo tính có 1.199.000 thôi. Mà anh chị nào mua thì ngày qua là quên Bảo, nếu anh chị nào á mua Bảo thay cho lưỡi cũ này thành lưỡi mới gắn vào máy luôn đó, để cho anh chị mình xài 1.199.000 anh chị nha, một cây duy nhất. Rồi tiếp tục máy bắn vít gập mai tan Bảo còn một con, hộp xấu lắm anh chị nha. Rồi anh chị nào mua thì mức giá trưa ngày hôm nay có đúng một cây thôi. Rồi đảo chiều ra vào nè, thương hiệu mai tan chính hãng nè, Bảo tính 140 thôi, có cục sạc luôn anh chị nha. Đó vít này là anh chị có thể là xoay này, đảo chiều thẳng nè, rồi bằng pin sạc anh chị nha. Rồi 140 thôi. Rồi tiếp tục món thứ ba anh chị ơi, máy hàng Sasuke xài công suất Toshiba anh chị nha. Đó logo dập nổi 990.000, hàng test rồi Bảo tính 850.000 à 840 luôn đi anh chị ơi, một cây thôi nha, không có cây thứ hai, bảo hành đầy đủ theo hạn 18 tháng. Rồi tiếp tục máy mài hai đá Makute luôn, hạng này xài quá ngon rồi. Đó mẫu nhỏ như này Bảo đang bán mức giá là 800.000 nha. Anh chị cứ lên xem model của máy là một tấc 25 này, 250W, hơi tầy một tí xíu anh chị nha. Rồi bán cho anh chị mình 800, tính có 620 thôi. Đó 620.000 một cây. Rồi tiếp tục cây lớn hơn 370W nè, đã là một tấc 50 anh chị nha. Rồi cây này 1.050.000. Giờ anh chị nào á, hàng test rồi trưng bày này Bảo tính 850.000 thôi. Đó đó anh chị thấy là nửa số, nửa là anh chị thấy là mức giá là hàng test rồi nè, đó hàng trưng bày rồi Bảo bán hết luôn cho anh chị mình nha. Rồi lên cho anh chị mình thêm một con máy phun sơn nữa đi, đó có chỉnh gió này 23-800, phun đa năng luôn, mọi loại sơn luôn. Đó anh chị mình có thể phun sơn sắt này, BU này, sơn nước, sơn dầu thoải mái luôn. Rồi có sẵn 4 đầu bếp đi kèm máy 600W, chỉnh sơn nhiều ít nè, sơn xòe này, chỉnh gió này, để mình phun 650.000 anh chị nha. Đó anh chị thấy là mức giá quá tốt luôn. Rồi còn mẫu máy nào nữa anh chị ơi? Rồi máy mài Macan đi, pin phổ thông giá tốt quá trời luôn, hai quả pin nè, trời ơi Macan chính hãng đẹp quá, hai quả pin mà anh chị biết là pin Macan cũng khá ngon anh chị nha. Chỉnh được 3 cấp số máy quá trời êm luôn. Đó anh chị nào mua thì pin dòng xả cao rồi anh chị nha. Rồi motor brushless không chổi thang, con này có một cây thôi, 1.100.000 anh chị nha, hàng mẫu anh chị nhá. Đó mình mua Macan này có hộp đẹp này, thương hiệu là cũng khá là nổi anh chị nha, ngoài Bắc làm nhiều lắm. Thì đây hàng mẫu công ty mới chào hàng nên là Bảo bán luôn. Rồi tiếp tục máy thổi hút pin hút chân không luôn. Đó anh chị nào á mua sẽ có là cục sạc này, gắn vào sạc điện thoại mình sạc luôn, hút chân không này, hút xe hơi ngóc ngách đều được, 190, Bảo tính 150 đi nha. Đó anh chị nào mua một cây 150 luôn. Rồi đừng quên quạt pin nhà Bảo đang sắp hết hàng, mẫu quạt này cháy hàng anh chị nha, bán nhiều lắm. Đó nhiều anh chị bình luận á, là lên bán nhiều sao giảm giá, không có đâu, quạt này giữ nguyên giá anh chị nha, lời là thân không cũng không có bao nhiêu, một cây lời có ít lắm anh chị à, thân không chưa pin sạc
220.000. Nếu anh chị nào mua pin bên cửa hàng Bảo, Bảo chạy từ 3 đến 4 tiếng luôn, kèm sạc đế, là anh chị cộng cho Bảo thêm là 300.000 nữa anh chị nha. Đó, Bảo chạy cho anh chị mình pin phổ thông, pin nhà Bảo bán ra là 10 sao chuẩn anh chị nha. Rồi, máy máy gì đây? Máy bắn đinh hạt nổ anh chị ơi. Anh chị nào mua thì mẫu này á là mẫu thương hiệu là Kutan này á, anh chị mình xem đã lắm. Đó, có thùng này, hai đầu nòng sơ cua này, đinh lò xo sơ cua, bao tay này, kính này, dầu này, cây vệ sinh như này. Rồi 370.000 cho buổi trưa ngày hôm nay thôi. Đó là máy bắn đinh hạt nổ Kutan anh chị nhá. Bảo hành đầy đủ cho anh chị mình. Mẫu trước là Bảo bán 550.000, bán không lại thằng này đâu, giá quá tốt luôn. Rồi Bảo xem máy đục nè, máy đục 17mm có thùng luôn, Osaka, hai mũi đục đi kèm, hàng chính hãng, 0811 anh chị ơi. Mua phụ tùng đâu cũng có hết, bảo hành 6 tháng này, mức giá anh chị mua là 1.090.000. Rồi trưa ngày hôm nay Bảo tính là 950 thôi. Đó, 950. Rồi bình phun nhớt nè, đó, xịt xà bông gì á, hoặc là dầu máy gì là anh chị gắn vào nhựa cứng anh chị nha. Đó, anh chị bóp bao nhiêu thì sẽ ra bấy nhiêu. Rồi bình này 50 anh chị nha. Rồi tính 40 đi cho nhanh anh chị à. Rồi tiếp tục, thân máy thổi hút bụi bằng pin. Đó anh chị nào á, hút bụi mẫu này á là bằng pin khá khỏe anh chị nha. Đó, giấy nè, anh chị mình thổi để Bảo vo lại, Bảo xịt cho anh chị mình xem. Thổi cái thùng này đi anh ta, thùng này nặng quá anh chị à. Giấy thì thoải mái anh chị nha. Rồi, Bảo quên. Trời ơi, hơi yếu là do để cái này chứ. Thổi thử phát nữa xem. Đi anh chị à. Đó, trời ơi, hèn gì thấy hơi yếu yếu. Thổi gió này thì phát một anh chị nha. Rồi anh chị nào á mà hút thì mình sẽ đổi đầu này lên đây giúp Bảo. Đó. Rồi còn đầu này thay cho hút xe hơi này ngóc ngách mình xài. Đầu xanh là hút được luôn anh chị nha. Đó. Rồi thân không 270.000. Rồi, tính 250 đi. Anh chị nào chưa có pin phổ thông với sạc đế mua thêm 300.000. Rồi tiếp tục là thùng này, kim loại 3 tầng, thùng lớn dài lên đến là 50, cao 18 ngang 18 3 tầng. Mình đựng đồ nghề ở gia đình á, biết bao giờ mới hư, kim loại hết 350, Bảo tính 290.000 thôi. Đó, mức giá trưa ngày hôm nay là anh chị thấy Bảo làm mức giá chủ yếu là hàng review không à. Rồi tiếp tục, khoan ba chức năng Osaka nút đỏ anh chị nha. Mẫu này á, nói thật anh chị mình á, Bảo bán nhiều kinh khủng lắm. Đó, những hàng kia bán một cây cho hàng này bán 10 con rồi anh chị à. Bán số lượng nhiều, Bảo nhập về nhiều quá trời luôn. Rồi ba chức năng nút đỏ, máy không, chưa thùng, chưa hộp, cũng như là chưa mũi nha. Có 570.000 thôi. Rồi, 800W chính hãng Osaka nút đỏ, bảo hành cho tất cả anh chị mình dây đồng này, 6 tháng luôn. Đó, mẫu này Bảo luôn review để những anh chị cô chú nào á mới ra nghề nè, hoặc là kinh tế khó khăn, mình chơi thằng này là hợp lý. Rồi, nhớ nha, máy cắt sắt Bảo bán nhiều lắm. Đó, hãng Deston nè, máy mới 1.299.000, có một cây review 1.199.000, vừa mới về mà anh chị đặt nhiều lắm. Tại thương hiệu Deston nó quá là xịn luôn, nổi tiếng cực kỳ, nên là anh chị yêu thích đặt. Rồi anh chị nào quan tâm những mẫu máy hàng trưng bày review như này, đừng quên là cho Bảo một đăng ký kênh nha. Bảo cập nhật là mỗi tuần cho anh chị mình lên video mới thường xuyên, là anh chị mình xem ưng ý hợp lý thì mình ủng hộ bên cửa hàng Bảo nha. Rồi Bảo xin chào tạm biệt anh chị mình, gặp lại anh chị mình ở video sale hàng tiếp theo.